Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Jenny. Xin chào các bạn. Trong tập trước thì tụi mình đã xây được một cái nhà và mình vẫn để chế độ sáng tạo đó các bạn. Nhưng mà bây giờ mà xây cái nhà này thì sẽ mất khá là lâu thời gian ấy. Nhưng mà gọi là sao ta? Gọi là bây giờ mình có một cái ý hay hơn để mình hỏi Jenny thôi. Ý gì vậy? Jenny có thích cái nhà ở trên biển không? Nhà trên biển hả? Đúng rồi, cái nhà ở trên biển á. Nghe có vẻ hay á. Jenny thích lắm á. Em cài sai cho Jenny hả? Đúng rồi, cái nhà hiện đại luôn nha. Nhà hiện đại hả? Bây giờ từ đã chỉnh cho Jenny nè. Game mod 1 Jenny. Rồi bay lên đây, bay lên. Đó. Rồi, ê hai cái thôi. Rồi. Đó, rồi. Bây giờ muốn bay lên cao là đè sẽ bay, đè nút sẽ bay, bay lên. Đó. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài biển xây nhà nha. Ê từ trước khi xây nhà á, mình phải làm rương cất đồ vậy. Đúng rồi. Và nếu như bạn nào thích cái video này cũng như là thích mình làm tiếp tục với Jenny thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và nhớ click đăng ký cả hai channel của mình và Jenny nha, để ủng hộ cho Jenny đạt 1000 sub nha các bạn. Từ mình không thể nào chơi ăn gian được. Mình có gỗ đây, từ Jenny có gỗ không? Có. Đâu? Chờ. Đâu? Gỗ đâu? Chờ. Nhiều lên, cho nhiều lên, quăng hết luôn. Ê đừng, bấm nút quy á, bấm nút quy quăng ra. Quăng nhiều lên. Được rồi. Nhiều quá. Xây nhà đúng không? Không. Làm cái rương bỏ hết đồ vô. Chứ mình đi qua kia mình xây mình mất đồ ấy. Làm cái rương bỏ đồ vô cái đã. Rồi. Hai cái. Từ qua đây. Đi vòng như ta. Rồi, đây. Bỏ rương bỏ vô đây. Úi, giật bẫy. Thiệt chứ, rồi bỏ vô, cất hết đồ đi. Giờ tụi mình sẽ cất hết đồ xong rồi đi ra ngoài biển nha các bạn. Cất hết đồ vô. Không, mở rương lên. Xong rồi giữ nút shift. Xong bấm chuột phải vô cái đồ này muốn cất á. Cất vô. Đúng rồi. Ok, mình đã tới biển rồi nè các bạn. Nè, wow, thấy biển nhiều chưa? Bây giờ sẽ xây cho Jenny một cái nhà hiện đại nha. Nhà hiện đại. Từ từ, nhà hiện đại hả? Trên biển luôn hả? Trên biển luôn. Chứ sao? Táo bạo gì? Từ từ nha, nhà hiện đại trên biển đúng không? Bây giờ phải xuống dưới nước một cái đã. Tại vì cái này không có cái word edit các bạn ơi. Mình phải xây bằng tay. Cho nên rồi. Ok, bây giờ sẽ xây nè. Ta đây, Jenny đâu? Jenny đâu rồi? Nè. Trời ơi. Bây giờ là dùng cái gỗ sồi đen đi. Đây, đặt wood 1. Hình như màu này không đẹp lắm ta. 2 3 4 5 6 7. Biết xay không? Xay giùm đi. Bấm chuột giữa. Không biết xay đâu. Bấm sử dụng, nhìn vô cái block này nè, bấm chuột giữa một cái. Nhìn xuống dưới bấm chuột giữa một cái. Chuột giữa á, cái con lăn chuột á. Đó, rồi có cái cục đó rồi á, xây giùm mày. Mở ra, Jenny xây phụ ấy. Bay ra, Jenny bay được mà, đừng ấp sàn đâu. Trời ơi, phá quá. Chuột phải á, chuột phải mới đặt được. Bay ra xung quanh á, đặt vô, nhìn. Đó. Cái này là cái à, đặt vô. Đó. Trời, đứng gần vậy. Đó, đặt vô, thấy chưa? Mình nhìn vô cái nhìn đây nhìn vô đây nè, nhìn vô phần này nè. Đó đúng rồi, đặt vậy đó. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng thêm cái thạch anh nữa, nhưng mà hình như cái này dùng thạch anh nó không đẹp ta. Dùng cái trắng này đi. Đây, dùng cái này đi. 1 2 3. Rồi bây giờ sẽ xây lên nhà hiện đại nè. Hiện đại là thường nó hay hại điện lắm. Đó. Xây tiếp rồi. Xây gì vậy? Nhà hiện đại á, từ từ chứ. Phải xây phải có thời gian chứ, đâu phải xây cái được liền đâu. Jenny phụ đi. Không, Jenny chịu phụ gì đâu. Hết rồi. Đấy. Cái sàn nhà lúc đó là nãy là sử dụng bằng gỗ nha, bây giờ là xây nè.
được cái gì luôn. Đó. Làm cái nhà phải có cái móng các bạn ơi, chứ làm không có móng là nó sẽ bị lung lay. 1 2 ấp vô. Rồi. Ê. Trời trời. Nó ở dưới nước khó nhìn quá. Đây da. Rồi. Có cái móng rồi. Wow. Được rồi, đặt tiếp đi. Tiếp tục đi, tiếp tục đi. Ở đây mình sẽ dùng kính nha, glass. Kính màu đen nè. Cái respect của mình nhìn thì kiểu nó giống cái nhà hiện đại hơn. Đấy. Ở trên này mình sẽ sử dụng slab. Mình sẽ slab. Mình sẽ dùng slab này đi. Đấy. Ây da. Ớp chậm rì à. Lêu lêu. Ớp bị mới chơi mà. Ớp vô. Rồi, ớp ớp cái này xung quanh này. Đó, nhà hiện đại là phải giống như thế này nè mới được nè. Đó. Đi đâu vậy? Đi ớp. Ốp gì người ta xong mất tiêu rồi. Ta chưa kịp luôn á. Người ta làm xong mất tiêu rồi, mình cứ đi theo sau không à. Thua rồi. Rồi. Cái gì đây vậy? Một cục gì? Ốp đừng. Kiểu á. Wow. Kiểu nó vậy á. Thấy đẹp đó nha. Thấy hồn bị đẹp đó nha. Kiểu á, đừng. Kiểu hả? Kiểu nó vậy á. Đừng có chú ý tới nó. Đọc thôi. Đó, ốp gì nè. Ok. Nhìn đẹp đấy. Không biết có đẹp không các bạn, nhớ comment cho mình biết nha. Và tập sau các bạn muốn mình làm cái gì với lại kiểu quay cái gì chung với lại Jenny thì các bạn cứ Jenny chứ. Chung với lại Jenny thì các bạn cứ comment cho mình biết nha, để mình biết tập sau mình với lại Jenny sẽ làm. Mình vừa mới nghĩ lại các bạn, mình sẽ đặt cái bên này ra, không cần không xem trên đây, cứ xem bên kia đi. Rồi mình sẽ đọc sửa lại cái này. Đấy, sửa lại bên này một tí. Nhà nhìn nó có vẻ chưa hiện đại lắm các bạn. Sửa lại cái đã. Mình thấy nó hơi hại điện chứ chưa thấy hiện đại chỗ nào á. Khỏi xây bây giờ. Thôi xây cho trên đây đi. Cái này mới hiện cái hại điện nè, cái bên này nè, cái sửa lại. Ốp cái bên đó nó mới hại điện á. Cray. Thôi bị đẹp á. Dùng cái cray này. Đấy, kết hợp các bạn. Dùng cái cray này kết hợp vô. Tết. Thì à. Đó. Thấy chưa? Gì vậy? Ở đây dùng thêm slab, phải dùng cái slab. Chết rồi, cái này nằm ở dưới đi chứ. Chỗ này sao ta? Có cách nào để như là chỗ này phải chỉnh lại thành này rồi, ok. Đấy. Bắt đầu rồi đó, thấy hiện đại chưa? Cảm thấy đẹp hơn rồi đó. Bắt đầu thấy hiện đại rồi, gì nữa? Dài, tưởng gì? Bé đồ quỷ yêu này. Đấy, thấy chưa? Nhìn bắt đầu hiện con ngựa đại hơn rồi. Rồi bây giờ tiếp tục nè. Ở đây. Giờ mình phải pha thêm màu sáng các bạn, tại vì đây là lần đầu tiên mình gọi là xây nhà hiện đại luôn á, cho nên mình xây nó chưa được đẹp lắm, thì hy vọng là thời gian sắp tới mình sẽ xây đẹp thôi, tại vì cái gì chứ những cái nhà hiện đại này chúng ta có thể luyện tập được mà, luyện tập build được mà. Đấy, trời ơi, vài bữa nữa là xây đẹp ngay rồi, y chang tù luôn. Song sắt màu đen y chang luôn. Nào. Không phải đâu. Rồi chỗ này chúng ta sẽ lên vậy ha. Em thấy gần giống rồi. Cũng gần ra rồi đó. Gần ra gì? Gần ra nhà hiện đại. Cái này hiện đại mà. Ok. Tránh ra đi. Bây giờ sao, có công nhận này là nhà hiện đại không? Không đẹp, công nhận. Đẹp. Jenny thấy rất là đẹp. Jenny có thích không? Thích lắm luôn á. Trời
trời ơi, tưởng cũng thích, thích lắm lắm luôn á. Trời ơi hả, trời ơi, tưởng gì, nhìn sao quắc hà. Không mới tin được. Rồi tại mổ rồi đó. Trước đó hơi xe xe quá, mình có sửa lại không? Trước nào? Cái gì? Sao? Cái gì? Nhìn nó kỳ á. Nó kỳ là sao? Cho góp ý đi. Ở chỗ này nè. Chỗ điên điên nè. Sao? Nhìn nó kỳ hả? Ừ. Chị gì bây giờ mình phải làm sao? Thôi cứ kệ để gì đi. Cũng như không góp ý gì, gì. Chán òm. Rồi để gì đi, giờ mình làm phần mái nhìn được mà, đâu tới nỗi nào xấu đâu. Ngày thường ta sử dụng gì để làm cầu thang ta? Gỗ hả? Ờ gỗ hả, đắt đắt wood đúng không? Dùng resort bách này khó nhìn vậy. Ok ok, dùng resort bách này khó nhìn quá bạn ơi, tin được, khó nhìn quá nồi luôn á. Rồi ok 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 rồi. Xong rồi đó, trong cái cầu thang rồi đó. Cầu thang hình xoắn ốc đó. Đâu? Nè, cầu thang xoắn ốc chỗ này nè. Đây nè, ở trong này nè. Chị đi vô đây đi. Thấy chưa mà wow, ở trong á. Ôi. Ủa nãy giờ chị đi đặt cái gì vậy? Nãy giờ xây cái từ. Ai mượn vậy, chỗ này người ta định là mở ra luôn á. Trời. Định là mở ra vậy nè. Đó, còn dưới này chắc là làm cửa sổ đi. Ở dưới này làm cửa sổ rồi được. Dưới này là cửa sổ để cho nó sáng. Ôi, xe giống bên đây nè. Xe giống bên nào? Xe cửa sổ giống bên hông đó. Bên hông nào đâu? Đây nó có bên hông nào đâu? Bên này, bên hông này. Giống này à? Xe cái này trang trí mà. Đâu phải đồ cửa sổ đâu. Ok, kệ đại đi các bạn. Hiện đại mà nên mình đại thôi, mình xây đại thôi. Kiểu gì mà cũng vẫn xây đẹp hơn Jenny cho nên yên tâm. Cười giờ bữa, thì bữa Jenny chơi mà chuyên nghiệp mình xây đẹp hơn. Máy sao cái này nó chỉ có là máy ngang được thôi. Cái máy mình nằm dốc nó bị nghiêng đó. Cái nó mới hiện đại. Máy dốc mà, máy dốc nghiêng hả? Ồ, mình làm nghiêng nghiêng vậy đó. Ok, nghiêng hả? Cái dốc xuống, đổ mưa xuống. Không biết có làm được không nữa. Không mấy khó, mình bỏ cũng được à, kim cây à. Hay da, từ đã coi coi. Trời, nó hai phần máy hả? Một bên gỗ, một bên gạch hả? Đúng rồi đó, một bên gỗ một bên gạch đó. Rồi xong rồi bỏ luôn đó. Hay da, cái nhà nhìn nhức đầu quá đi. Nhức đầu thiệt, đau đầu luôn. Rồi tôi cảm thấy đau đầu quá luôn mấy bạn. Trời ơi tưởng gì. Để gì luôn đi, kéo qua luôn đi. Trên đây phụ đây. Thấy nó hơi bị hiện đại luôn á. Đó, nhà hơi bị đẹp luôn á. Chẳng qua là trên đây chưa thấy cái vẻ đẹp của nó, thật sự của nó thôi, chứ còn nhà này hơi bị đẹp luôn đó. Rồi up đi. Có thể up nhanh hơn được không hả? Thấy người ta up nhanh chưa? Tốc độ ánh sáng mà. Để dành cho Jenny ốp với chứ. Để dành thấp thấp xuống, thấp xuống giờ ốp hơn. Đứng cao quá thì không ốp được đâu. Trời. Xăm. Trời. Tưởng gì, sợ quá. Rồi bây giờ là tới phần gắn đèn. Chết rồi.
see. Ánh đèn Jenny ơi, ánh đèn. Đây Jenny đây. Ánh đèn ở đâu đây? Ây da. Rớt nước rồi. Mày đúng không? Xém mày đúng không? Mày tối á. Mày tối hả? Gì thích màu gì? Mày tự làm đi. Có cũng làm rồi á. Cái màu này cũng không chịu. Thu á. Màu đỏ đi. Màu đỏ đúng không? Gì ốp hết nhà luôn hả? Ốp hết tầng dưới luôn hả? Hay là ốp hết ốp sao? Ôi màu đỏ ghê quá. Chứ giờ sao? Ốp màu gì? Màu vàng hả? Màu vàng thử đi. Trời ơi. Đẹp mà. Ôi ghê quá, nhà hiện đại ai ốp màu vàng. Trời ơi, cái này không phải tay giác vàng á trời. Mắc cười ghê. Cười ghê trời. Trời trời. Vậy tao nãy xây miệng đi cái nhà màu vàng đi. Tự nhiên cái nhà ta xây cái nhà màu vàng trời. Mắc cười ghê trời. Biết chơi không vậy trời. Tự nhiên nhà mình xây màu vàng trời. Rồi, đẹp quá trời đẹp luôn. Không thể nào đẹp hơn được nữa luôn á. Thấy kinh dị quá. Rồi, cái này để cái còn đồ đạc các thứ để trên đi trang trí sau đi các bạn ơi. Chứ mình không trang trí kiểu gì cũng không chịu, không thích thì thôi, để mình nào đập. Thì ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tụi mình ngày hôm nay. Đó, mình đã xây ra trên đây một cái nhà hiện đại khá là các bạn comment cho mình biết là nó có đẹp hay không đẹp nha các bạn. Còn bây giờ thì có lẽ là mình sẽ tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và nhớ click đăng ký channel của mình cũng như là channel của Jenny để giúp Jenny đạt được ai sao đập rồi, giúp Jenny đạt được 1000 sub nha các bạn. Và nếu như đạt được gọi là 10000 sub thì Jenny sẽ quay video, chứ còn bây giờ chắc là chưa có quay đâu. Thì ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tụi mình. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nha. Bye bye.